khi khai thiên lập địa, vạn vật trên hành tinh này, từ cây cỏ chim muông đến sự sinh tồn của động vật, trong đó có con người, để nuôi lấy sự sống, con người nhờ vào các loại động vật và thực vật hoang dã. Người nguyên thủy kiếm ăn bằng hái lượm và săn bắn, thức ăn của họ là những thứ săn bắt có trong tự nhiên. Thức ăn tự nhiên ngày một ít dần, không đủ nuôi sống con người, buộc họ phải tìm cách tạo ra nguồn sống bằng trồng trọt và chăn nuôi. Hình thức sản xuất ban đầu được hình thành là nhờ họ học được từ tự nhiên qua tích lũy kinh nghiệm sống hàng ngàn năm. Khi hình thành là một ngành sản xuất nông nghiệp, phải luôn thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất, đảm bảo sự sống của loài người là tìm mọi cách sản xuất ra nhiều lương thực cho con người và thức ăn cho vật nuôi. Nhiệm vụ đó tự trở nên nặng nề khi dân số loài người không ngừng tăng lên, mà đất đai trồng trọt cứ mất dần đi độ giàu mỡ tự nhiên, tự trở nên bạc màu. Trong lịch sử phát triển nông nghiệp, đã không ít phen lao đao tưởng chừng phải buông xuôi để cái đói ùa đến khai tử các bộ lạc loài người. Sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử phát triển nông nghiệp của nền nông nghiệp thế giới, kể từ khi con người bắt đầu sử dụng một số chất vô cơ để làm phân bón cho cây trồng, từ đó càng ngày hóa học càng xâm nhập sâu rộng vào nhiều lĩnh vực của khoa học nông nghiệp. Đội ngũ khoa học sử dụng hóa học làm phương tiện nghiên cứu hóa học nông nghiệp, rất đông đảo các nhà nông hóa, thổ nhưỡng, sinh lý, sinh hóa thực vật, bảo quản, chế biến nông sản, nghiên cứu sâu rộng về vấn đề này. Thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực này đã mang lại cho loài người sự hiểu biết về hóa học đất, cây trồng, nông sản, làm cơ sở khoa học cho sự phát triển của ngành nông nghiệp. Rất nhiều sản phẩm của ngành nông nghiệp hóa học ra đời như các loại phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, trừ cỏ, chất điều hòa sinh trưởng, chất bảo quản và chế biến. Tuy nhiên, việc sử dụng chất hóa học thiếu khoa học của không ít người đã và đang làm gây ô nhiễm môi trường và sản phẩm sau thu hoạch bị nhiễm độc, dư lượng thì thừa mà vi lượng thì thiếu, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và gia súc. Thay vào đó là những dịch bệnh tràn lan trên cây trồng, nhất là cây có giá trị kinh tế lớn như hồ tiêu, cà phê. Số những nhóm người nghiên cứu làm ra phân bón, có người đã tìm ra hướng đi riêng biệt, nghiên cứu thành công và sản xuất loại phân bón sinh học hỗn hợp cao cấp, nhằm cải tạo toàn bộ đất đai, đưa pH trở về môi trường trung tính, làm cho đất tơi xốp, giúp cây trồng hấp thu dưỡng chất để tăng trưởng. Một người có tên quen thuộc với nông dân, đó là doanh nhân Dương Hùng Đỗ, cha đẻ của phân bón Vôi Lân Địa Long và phân bón Địa Long. Ông Đỗ sinh ra là người của công việc, của đam mê khoa học, xuất thân từ kỹ sư địa chất. Lớn lên, niềm đam mê đã thu hút ông trở thành nhà khoa học, chuyên nghiên cứu tìm ra những chế phẩm cho phân bón bằng nỗ lực và tâm huyết của mình. Khi lặn lội trên đồng ruộng ngập mặn chua phèn, lúc vào nhà vườn hồ tiêu, cà phê, xót xa nhìn những vườn hồ tiêu rũ lá. Khi trái gần thu hoạch, đành rời cảnh rụng non, để lại sự nuối tiếc cho người dân làm vườn cơ cực. Hai nắng một sương, chưa có thành quả, đành ngậm ngùi đau xót trước cảnh tượng này. Dòng phân bón Địa Long của ông Đỗ ra đời được cải tiến sau mỗi đợt lặn lội xuống vườn tiêu bị bệnh về, và từ đó phân bón Địa Long đã có chỗ đứng trong và ngoài nước. Nhất là các vùng trồng tiêu trọng điểm như Chư Sê, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Ông đã tìm ra nguyên nhân gây chết cây, kém năng suất và đưa ra giải pháp cho từng loại cây trồng. Những cuộc hội thảo tập huấn phối hợp cùng các trung tâm khuyến nông tỉnh, huyện, hội thảo đầu bờ trên vườn và trên bục giảng nhằm giúp cho bà con nông dân, ông đã đưa ra những giả thuyết, thuyết phục dùng phân bón với cây trồng nhằm giúp người nông dân hiểu biết sâu về lĩnh vực phân bón và áp dụng khoa học kỹ thuật có tầm quan trọng như thế nào với người làm vườn.
Cây hổ tiêu là một loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng rất đỏng đảnh, trồng được nhưng khó giữ được lâu bền, là loại thân dây leo, điều kiện sinh trưởng nhờ vào bộ rễ mảnh. Vì vậy, việc bón phân không cân đối hoặc lạm dụng quá nhiều phân bón hóa học đã làm thái hóa chai cứng. Các loại nấm bệnh tấn công làm cho lông hút của bộ rễ mảnh không hấp thu được dưỡng chất, dẫn đến thân và lá cây bị co rúm, chậm phát triển, năng suất bị thu nhỏ. Người dân thường gọi là bệnh tiêu điên, nhất là những vườn tiêu mới trồng sau một năm khi cắt đọt đôn gốc bị lây lan virus. Hoặc những chủ tiêu đang kinh doanh cũng đột biến cành lá, cong queo, vàng vọt, năng suất giảm và bị suy kiệt dinh dưỡng. Phân bón địa long đóng vai trò quan trọng trong việc phân chia tế bào, tạo thành chất béo, thúc đẩy tạo ra rễ, đặc biệt là rễ bền và lông hút xúc tiến việc ra hoa, hình thành hệ thống cho quả. Khống chế và triệt phá các nấm bệnh, virus, vi sinh vật có hại cho cây, kích thích cho cây tiêu điên. Giải pháp của phân bón địa long đã đưa ra nhằm phục hồi các chủ tiêu này. Đối với cây tiêu non, sau khi cắt dây, đôn gốc, đọt tiêu vươn lên mầm khỏe mạnh, không xoắn đọt như những vườn không sử dụng địa long. Đối với tiêu kinh doanh, khi mắc bệnh tiêu điên, bón phân địa long, cành lá ra sau trở lại bình thường, màu lá xanh, bóng mướt. Sau thời gian 2 năm sử dụng đúng quy cách, hướng dẫn của kỹ thuật phân bón địa long, vườn nhà ông Lương, xã A Lờ Bá đã cho kết quả mỹ mãn. Vâng, thì trong quá trình tôi canh tác thì như năm trước ấy, thì cái vườn tiêu của tôi là tôi thu xong thì nó xuống rất đi trầm trọng. Sau đó thì tôi có được tư vấn là nhà phân nân vôi địa long á, về tư vấn cho tôi thì tôi bón là đến nay là được 6 tháng rồi. Thì qua quá trình tôi chăm bón thì tôi thấy là cái vườn tiêu của tôi trước đây là nó điên rất nhiều. Rồi sau đó là nhà tôi chăm bón 2 lần kết hợp với lại phân chuồng và bò cà tụ hoài mục á, tôi bón thì đến bây giờ tôi thấy vườn tiêu của tôi đã phục hồi lại, nói chung là cũng được khoảng cỡ 70-80%. Là như thế này, vườn tiêu thì các anh cũng đã thấy là đây nó có cả lá xoăn và cái lá nó mới ra lá to và thẳng như thế này đây. Thực ra đối với tôi cái vườn đây ấy, lúc đầu tôi trồng thì nó tiêu của nó lên rất đẹp, nhưng khi nó lên được 1 mét thì cũng không hiểu lý do sao là nó không lên được, nó mới dừng lại và nó đứng đấy. Thế sau thì tôi cũng có dùng một xe phân bò và chấu tôi cho vào nhưng mà thấy hiện tượng nó cũng không lên được. Sau có cái phân địa long này thì tôi lấy về tôi dùng, thì đến bây giờ thì tôi theo nguyên một cái vườn này là một địa long, tôi không dùng thêm bất kể loại phân nào. Thì cứ khi mà tiêu nó vàng hoặc nó kém cái thì tôi lại bơm theo cái hướng dẫn đấy thì nó lại xanh lại, nó lại ra được đọt như thế này. Các cái vườn khác thì chúng tôi không nói, nhưng mà riêng cái vườn chúng tôi đang đứng ở đây là cái vườn này là sau cái vụ mùa thu hoạch vụ mùa năm 23 thì nó bị điên xoắn tít, nhưng mà từ khi bắt đầu là vào vụ 24 và bón cây vôi lân địa long 2 kg trên một trụ cho đến bây giờ chưa bón thứ gì khác. Đi quan sát rất kỹ có cái nhận xét thì thấy rằng là như vậy là cái phân bón này nó có cái tác động vừa hỗ trợ dinh dưỡng vừa tăng sức đề kháng cho cây, như vậy là rất là tốt. Qua mấy cái hình ảnh vừa rồi chúng ta thấy đấy, và đây là rất là rõ cả cái vườn này, thì như vậy là nó khống chế được cái là virus nó dừng lại, và như vậy nó bung ra cái cành cái lá mới trong cái vụ mùa này, là ra ngoài là lá nó thẳng, cành nó vươn ra, và rõ ràng như thế này thì cây tương lai sẽ phục hồi và sẽ khống chế được cái virus, không hại cây trong những cái năm tới. Ngoài bệnh tiêu điên trên cây hổ tiêu thì bệnh chết nhanh cũng đồng loạt xuất hiện, nhiều nhất là thời điểm cuối mùa mưa khi cả vườn tiêu đang thời kỳ sung mãn xanh tốt, trái sắp thu hoạch, lại lác đác trong vườn những chủ tiêu to khỏe tự dưng vàng sú lá và rụng trái non, chỉ vài ngày sau lá chuyển màu đen và cả nọc tiêu chết lụi. Đây là loại bệnh phổ biến trên hầu hết các nhà vườn, có nhà chết 1/3 vườn hoặc một nửa vườn.
Có vườn sau vài năm đành ngậm ngùi nhìn vườn tiêu xác xơ, màu chết chóc, người dân đành phá sản. Nguyên nhân là do nhà vườn lạm dụng quá nhiều phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, làm cho cây bị ngộ độc, sức điều hòa sinh trưởng không còn, dẫn đến cây bị chết đột ngột và chết hàng loạt. Nếu mà tình hình tiêu không chết như thế này thì năm nay bác thu được bao nhiêu trên vườn này? Nếu như tiêu không chết là trên vườn này tôi thu được 1 tỷ. Nói đó là rất đơn giản, nhà nàng thôi. Còn nếu nó chết? Nếu nó chết sợ không biết mấy đứa này mà chưa không còn chết tiếp với nên cho mua mà. Sau khi phân bón địa long bón cho bác trong thời gian thì coi như bác cảm nhận phân bón địa long nó có hiệu quả như thế nào? Thì ra cái trụ này á thì tôi thấy hiệu quả. Còn cái trụ trong đây á, cái trụ sạc đường á thì cũng có là hơi đứng dừng chân lại chứ chưa có là tiếp tục. Cái hiệu quả đó. Của nó như thế nào? Hiệu quả là nó có hơi là đứng sững được là chân con là chưa có khả năng nó sẽ sống. Có khả năng được á là cũng được 70% rồi đó. Nó mà chứ hiện tượng á là thấy mình làm được là ngày như là ngày thứ tư á là thấy là đơn con là hằng giữ cái màu xanh, mà còn cái trụ mà nào không làm là trụ đó nó tiến hành là sẽ tiếp tục đó. Gia đình là yêu cầu nhờ là công ty Đại Long à chỉ chỗ nào thuộc phân chỗ nào như rửa như kia để cho bà tôi tiếp tục để lấy, nếu có cho nợ được cũng được, mà không cho nợ được cũng là bà tôi trao tiền mặt tại chỗ cũng được. À, là để làm sao để cho kết quả để cái vườn tiêu để cho thứ nhất là gia đình của tôi nói riêng mà từ nói chung là của tập thể của bà con nhân dân là ai họ thấy việc đó để họ làm họ tiếp tục theo để cứu vật cứu cái kinh tế được đem tới rồi ta. Ông Dương Hùng Đỗ là nhà khoa học, khi nhìn những cảnh tượng này đã quá đau xót khi vườn hồ tiêu nông dân phá sản. Ông đã lặn lội lấy mẫu về nghiên cứu và đã cho ra dòng sản phẩm phân bón địa long tối ưu, hầu giải quyết cứu cánh triệt để cho vườn cây khi bị căn bệnh quái ác này. Trước đây là cái khóm này nó chút hết rồi, chỉ còn ví dụ như nó còn được là một hai cái lá này như thế này thì đấy giờ nó còn. Nhưng những lúc bây giờ là cái lá này nó không dụng. Thế còn là hầu hết là các lá già nó vàng nó dụng hết. Và khi tôi tác động cái phôi vôi lân địa long thì bây giờ là đây nó phát triển. Như những lá này là nó bắt đầu từ phát triển từ lúc 30 mùng 1 tháng 4. Mùng 1 tháng 4 nay là mùng 6 tháng 5 là 1 tháng 6 ngày. 1 tháng 6 ngày rồi. Như vậy tôi thấy là phát triển là rất là tốt thì anh em tôi công nhận cái lá nó ra rất là mau. Hai cây này là vừa tưới với vừa phun thì đến nay là hơn 1 tháng thì em thấy như thế này là quá tốt, rất đẹp. Các anh thấy không, cái cây này cái bụi này là nó bị chút lá, nó vàng lá, nó chút lá thì tôi vội vàng là tôi phun và tôi tưới luôn vừa lên để nong. Thế còn bên kia là tôi cố tình ép thì chưa dùng thì nó còn xanh nguyên, chưa có ra cái gì cả. Đây các anh rất to, thế thì mà chưa ra, nhưng mà cái này là tôi thấy thì, cho nên là nếu mà rồi. Tôi khẳng định là nếu như anh sử dụng vôi lân địa long đúng theo quy trình và đúng lúc là sẽ thắng lợi. Đối với cây chết chậm, cây vàng vọt, màu lá kém sức sống, những đốt tiêu cứ tháo khớp, khô rụng, đốt dần dần không chết ngay mà kéo dài cả năm trời mới chết hẳn. Nguyên nhân là nguồn dinh dưỡng trong đất suy kiệt, sức đề kháng của cây mất dần. Thân dễ bị bệnh, nhiễm độc do sử dụng nhiều phân bón hóa học làm cho môi trường bị ém khí, tuyến trùng phát triển. Phân bón địa long là các hợp chất luôn có trong thành phần khoáng của cây nên tác động rất lớn đến hoạt động sinh lý và phát triển của cây. Về mặt giải phẫu, vôi lân địa long sẽ làm ổn định màng tế bào. Vôi lân địa long được xem là nguyên tố có tác động giải độc cho cây, ngăn chặn sự hút thừa các ion độc tố đối với cây, giúp cây đồng hóa nitrat. Hiện tượng này đồng nghĩa với quá trình cây đã được trao đổi chất, giúp cây phát triển mạnh mẽ. Tại nhà vườn ông Phiên ở xã Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk đã dùng phân bón địa long cho cả vườn tiêu mới trồng và vườn tiêu kinh doanh. Ông hết sức phấn khởi khi sự mong đợi của ông đã thành quả mỹ mãn. Hiện nay vườn nhà ông không có cây nào bị chết. Ông đã giới thiệu nhiều nhà bạn bè trồng hồ tiêu, ông nói. Thì gia đình tôi có trồng được 2.000 trụ tiêu. Thì trên quá trình chăm bón thì tôi cũng theo dõi trên mạng, trên YouTube ấy, mở thì cũng có theo dõi về của công ty vôi lân Điền Long có phổ biến ở trên mạng thì tôi về đã áp dụng. Sau cái trận mưa vừa rồi thì cái vườn tiêu tự nhiên là rất là đẹp, nhưng mà sau đó nó trận mưa thì nó vàng hết một lượt. Thế thì tôi cũng theo dõi theo áp dụng theo mạng như vậy là
mua thử một vào vôi địa long về bón thử cho một số cây, thì khi sau khoảng 2 tuần thì thấy nó phát triển rất là tốt. Sau đó tôi có lấy quả trực tiếp của công ty là 8 tấn về chia cho bà con, rồi của nhà lấy 4 tấn thì tôi bỏ đều cho 2.000 trụ tiêu ở nhà. Thì sau khoảng 20 ngày thì thấy cái vườn tiêu của mình thấy nó bắn đọt, mà nó cái màu xanh của nó thấy nó trở lại, mà cái ngọn nó phát triển rất là tốt. Thì nói chung là từ cái khi mà bón đến giờ thì cái lá cây tiêu nó ra nó phẳng. Mà nhìn thấy cây tiêu thì cái mầm của nó lên nó phát triển rất là tốt, mà rất là bộ rễ. Bộ rễ thì nói chung là ra rất là khỏe. Thì mà cũng kết hợp cũng qua hỏi bác Đỗ là kỹ sư đấy, thì bác ấy có chỉ là kết hợp mình phun thêm với này sữa trứng gà, thì gia đình cũng đã phun rồi. Thì nói chung là nay vườn tiêu cũng đã trở lại rất là nhiều. Những cây tiêu mà bị chết nhanh thì hôm tôi lên vườn thì phát hiện có 5 cây tiêu là nó bị vàng từ trên ngọn. Bắt đầu nó triệu chứng là nó vàng từ trên ngọn. Sau 2-3 ngày sau là thấy bắt đầu cái lá trưa nắng lên đó, thì mình thấy cái lá nó héo. Bắt đầu nó héo, có triệu chứng nó héo rồi. Thì bắt đầu về tôi mới nên mua thử bao vôi về tôi làm đúng quy trình như bày ở trong mạng. Thì tôi cũng đấy cào hết lá ra. Rồi tôi vãi 1 kg vôi lân địa long vào trong gốc. Rồi tôi lấy 2 kg tôi trộn ở trên cá tư. Rồi tôi trộn giống như hồ xây á, hồ ướt. Tôi đắp vào trong gốc cao khoảng 20 phân, 20 phân. Thế đến chiều ngày đó là tôi ngâm 2 kg vôi lân địa long. Để đến sau 10 tiếng, đến ngày hôm sau rồi tôi cũng làm đúng như quy trình của trong mạng bày là tôi phun lên cho cây. Thì sau 2 ngày thì cây tươi trở lại bình thường. Mà tôi phun đến nay là lần thứ 3 thì cây đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cái dây mà có cái dây nó héo quá rồi thì nó sẽ khô đi. Khô đi thì tôi cắt, tôi dọn vệ sinh những cái cây đi. Còn những cái dây mà nó còn đang tươi sống ấy, thì đến nay nó phát triển bình thường, trái ra bình thường. Mà bây giờ nó đã nứt những cái mầm. Những cái mầm mới bắt đầu nó phát triển, nó bám theo trụ nó lên. Thì những cây tiêu đấy gần như là nó trở lại gần như bình thường. Bữa trước bị 2 cây rồi mà cứ cắt đi thì mình cứ cắt không biết mấy ngày thì hết cái vườn. Cho nên bảo thôi cứ phải chữa. Như vậy thì những cái cây còn lại trong cái vườn nhà anh cũng áp dụng phương pháp này. Như vậy thì những cây còn lại nó có bị cái bệnh chết nhanh nữa không? Từ hôm bây giờ thì không bị nữa. Khoảng 2-3 tháng đến nay thì nó tự nhiên không có cái cây trường hợp như thế nữa. Thế thì hôm mà có mấy kỹ sư mà mấy thuốc bảo vệ thực vật về thì vào coi mấy cây tiêu đó thì cũng có động viên là chú lên cắt đi mà dọn sạch về cái gốc cây đi, mang ra ngoài để mà đốt. Nhưng mà tôi cứ nghĩ là nếu như trồng được cây tiêu như thế này rồi mà cứ mỗi một lần nó bị như này mà mình cắt đi thì không mấy khi mà hết vườn tiêu. Nên tôi quyết định là tôi chữa thử. Tôi cứ thử vừa chữa thử vừa để lấy kinh nghiệm mà để thì nó thực sự là đến nay thì rất là hiệu quả. Cái cây tiêu mà chết nhanh đó, nay là chữa cho tới nay là bao nhiêu? Nay là được hơn 3 tháng rồi. Anh quyết định cái cây đấy nó sống mãi hay? Sống. Bảo đảm cây nó sống. Bảo đảm 5 cây tiêu đó bây giờ là sống. Cành ngọn ra bình thường. Thì hôm tôi vào tôi làm ở trong vườn đây thì nhà anh Đức bên cạnh đây là anh ấy có một cây tiêu cũng héo như trường hợp tiêu của nhà. Thế thì anh chị là cũng định là cắt đi. Đã, cũng sợ nó lây ra các cái cây khác, nhưng mà tôi cũng lấy từ cái kinh nghiệm của tôi thì tôi cũng kêu anh ấy ra lấy 5 kg vôi lân ở ngoài nhà về, rồi tôi bày cho anh cách anh làm như thế. Đã, làm đúng như tôi làm ở nhà thì anh ấy về thì bây giờ anh chữa là cây tiêu của anh hiện bây giờ đây là nó cũng sợ sống bình thường. Dạ. Em thấy cái cây của em là nó vàng lá. Nó héo lá, nó vàng lá. Là em mới nghe anh Phiên kia là anh cũng làm thử mấy cây thế sống. Thế là em về em làm thì em cũng lấy 2 kg bỏ trong gốc tưới. Rồi để sau em lấy 2 kg nữa em trộn vào đất, em đắp gốc. Rồi sau lấy 1 kg em trộn và ngâm nước khoảng một đêm. Rồi sáng ngày em trộn với một quả trứng gà với lại một bịch sữa. Thế là em phun vào là thấy nó dừng được cái bệnh chết nhanh. Nên này nó sống được mà 3 tháng này nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Dạ, thì em thấy nó kiểu nó chết rũ từ trên nó gốc là nó héo hết lá luôn, mà rũ hết lá luôn. Em chữa là nó thế. Anh gồm có bao nhiêu cây bị như thế này? Em bị 2 cây, mà em bị làm được là khỏi 2 cây luôn. Thì em thấy tới là em đi đặt là theo cái phân địa long là mua về chăm sóc địa long này để quy trình hàng năm một. Thì em thấy rằng nó rất có hiệu quả, nó chữa được bệnh chết chậm chết nhanh và nó phát triển cây thành tốt. Tôi đã dùng khi tôi biết là phân địa long thì tôi đã dùng 2 năm. Thực chất là tôi đã dùng 2 năm mà trong dùng địa long thì tôi dùng phân địa long này thì thấy nó có hiệu quả rõ ràng. Và cái này là đích xác là tôi rất là có muốn tìm hiểu thêm tại sao lại có những cái vấn đề cái bí ẩn trong của cái phân địa long như vậy.
báo cáo với anh như thế. Và từ khi cái tiêu mà là theo như hướng dẫn á, thì ở đây là cái phân đề long tôi là dùng được là tôi cũng chưa từng được tham khảo về phân đề long, nhưng tôi đi mua thì trong cái báo phân đề long có một cái tờ hướng dẫn trong đó, và tôi làm theo cái tờ hướng dẫn đó. Thì phải nói rằng là hai năm nay tôi chỉ có dùng đề long không, và qua cái dùng phân đề long á thì nhiều, bây giờ thị trường thì có nhiều phân, nhưng mà nói về vấn đề trồi nổi là tôi thấy là phân đề long rất là trồi về cái vấn đề là bón cho cây tiêu. Vâng. Và cây gì khác nữa, cây cà phê có bón không? Tôi mới bón cho cây tiêu không thôi. Và cây tiêu của tôi là báo cáo với anh vừa rồi thì là cùng một cái dạng tiêu như cái gốc này, nhưng mà đã cắt rồi thì bây giờ nó lại lên ngang như thế này nữa rồi. Trong chỉ còn 10 tháng thôi. Tức là tôi dùng quá đó thì tôi thấy là cái phân đề long của mình là rõ ràng rất là chắc chắn. Tự như đưa ra đối chứng thì rõ ràng là hai loại phân. Thì cái tiêu mà trong năm trước thì nó khác, nó cùng màu xanh nó khác, nhưng mà tiêu của đề long thì cái màu xanh của nó cũng khác, nhưng mà đối với cái vấn đề mà phát triển mạnh là phải cái phân đề long nó phát triển mạnh hơn. Mà đặc biệt là trong cái phân đề long mà phá chế mà phun thì nó rất là hiệu nghiệm. Là phân nước. Phân nước ấy. Tức là mình từ trong cái báo phân đó mình phá chế ra. Trong theo cái hướng dẫn của cái tờ hướng dẫn của nhà máy thì mình phá chế ra và phun theo cái hướng dẫn đó thì rất là tốt. Phải làm đúng như thế là rất tốt. Vâng, báo cáo anh tôi đã đại dung. Còn các cái loại tiêu chết, bây giờ hỏi thăm anh một việc nữa là cái tiêu chết của vườn nhà anh. Như vậy sau khi mà anh phát hiện được cây tiêu chết như vậy là anh bón cái phân địa long này, anh thấy cái kết quả sao? Vâng, báo cáo với anh, từ khi tôi bón phân địa long này thì chưa có cái hiện tượng nào cái chết cả. Còn những cây lá xoắn thì những cây lá kia thì tôi đã dùng địa long và tôi đã chữa cho được nó. Cây lá xoắn, anh nói rõ cái vấn đề cây lá xoắn. Cái bệnh tiêu điên như vậy thì anh thấy nó giãn ra lá ra không? Báo cáo với anh là hẳn chưa phải là cái dạng tiêu điên, nhưng mà nó còn chớm chuẩn bị cho điên. Yeah. Khi anh phun vào thì thường thường là nó không phải là anh cứ bình tĩnh, là cứ là dần dần rồi nó sẽ thay lá cho anh và nó ấy ra. Chứ không phải tự nhiên là cái lá này nó thẳng ra luôn. Có nghĩa là lá sâu. Lá sâu nó sẽ là đảm bảo tốt. Coi như thay thế cái lớp đó là coi như nó mất cái đồ xoắn nó đi. Báo cáo về thì nó cũng đã cả. Đã có hiệu nghiệm là rõ ràng như thế này. Ngoài những loại phân bón dùng cho cây hồ tiêu thì việc làm trẻ hóa cho cây cà phê cũng đạt kết quả không kém. Cây cà phê sau khi khai thác kinh doanh trên 20 năm thì mức độ già cỗi của cây không còn cho hoa đậu quả. Năng suất rất kém, dù có khôi phục bằng các loại phân bón cao cấp cách nào thì năng suất vẫn thấp. Vì vậy, cải tạo lại vườn cà phê theo truyền thống lâu nay, người dân chỉ biết chặt bỏ và trồng mới. Làm như vậy sẽ tốn thời gian, tốn tiền và công sức. Giải pháp của phân bón địa long là làm trẻ hóa từ gốc cây cà phê có sẵn, bằng cách cưa đốn và bón phân để cho ra chồi mới. Chỉ một năm sau đã có thu hoạch trở lại. Đây là vườn cà phê làm mô hình cách đây hơn một năm, đã cưa đốn phục hồi, nay đã trở lại. Những mầm vươn ra từ gốc mẹ khỏe mạnh, cành lá xòe tán xanh mướt, đầy sức sống. Cho hoa đậu trái bói đầu tiên, hạt đều, không rụng trái non. Không kém gì cây cà phê tái canh trồng mới, 3 năm tuổi kinh doanh. Một giải pháp tuyệt vời mà phân bón địa long đã đạt được, giúp cho nhà vườn tăng nhanh sản phẩm mà không phải chờ đợi khi phải tái canh trồng mới. Kính thưa bà con, tôi đang đứng trong cái vườn cà phê của công ty phân bón địa long. Cách vào tháng 3 năm ngoái thì chúng tôi đã tiến hành cắt và cưa đốn phục hồi lại vườn cà phê này. Thì sau một năm sau khi mà công ty tiến hành thử nghiệm á, thì bà con cũng thấy là tốc độ phát triển của cây rất là mạnh, cành nhánh thì phát triển rất là mạnh, lá xanh bóng rất là dày. Thứ hai nữa là như bà con chúng ta cũng thấy đấy, thì cây sau một năm á, sau khi cắt thì đã bắt đầu cho trái. Như vậy thì qua cái nếu mà chúng ta trồng mới lại từ đầu á, thì chúng ta sẽ mất 3 năm, trong khi công ty hoàn toàn sử dụng bằng phân bón địa long.
Nhưng mà sau một năm thì cây cho trái và tốc độ phát triển mạnh. Nếu mà ước tính toàn bộ chi phí để cho chúng ta trồng mới lại ngay từ đầu thì một hectare có thể là trên 100 triệu. Còn nếu như mà chúng ta cưa đốn phục hồi và để thu sản lượng của năm đầu tiên này, bà con chúng ta chỉ có mất chi phí 10 triệu, khoảng trên 10 triệu cho một hectare. Như vậy thì chúng ta đã tiết kiệm được cả chi phí công sức, trong khi cây có thể kéo dài thu hoạch được từ 10 cho đến 15 năm. Thì là chúng tôi hiện nay là đang đứng ở trên cái một cái ô thí nghiệm của phân bón Địa Long để phục hồi lại cái vườn cà phê già cỗi. Thì là qua cái quá trình theo dõi thì chúng tôi nhận thấy rằng là đối với cái vườn cà phê này là chúng tôi tiến hành là cưa đốn. Đây là vườn cà phê già cỗi và tiến hành cưa đốn vào tháng 3 năm 2013. Và cho tới nay thì là quả chỉ, và trong suốt quá trình đó thì chúng tôi chỉ hoàn toàn là sử dụng phân bón Địa Long mà không sử dụng một cái loại phân bón nào khác. Và nhận thấy rằng là qua một năm thì hiện nay thì là đối với cái vườn cà phê được cưa đốn thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái trạng thái phục hồi của cái vườn cà phê này hiện nay là khá tốt. Đây là bộ tán đã phát triển được hoàn chỉnh và nhiều cây là bắt đầu đã cho trái bói. Thì như vậy là đối với cái vườn cà phê, chúng tôi nhận xét rằng là đối với cái vườn cà phê trên 20 năm tuổi thì ngoài cái biện pháp mà tái nhổ bỏ để trồng mới lại thì bà con nông dân có thể áp dụng một cái biện pháp mới, tức là cưa đốn để phục hồi và để nuôi dưỡng, là tiếp tục đưa vào một cái chu kỳ khai thác tiếp theo và sử dụng trên cái phân bón Địa Long. Thì đây là một cái biện pháp là giúp bà con nông dân thì vẫn có được một cái vườn cà phê sinh trưởng phát triển tốt và rút ngắn được cái thời gian thu hoạch so với cái biện pháp là nhổ bỏ và tái canh lại. Cây cam trên đất Tây Nguyên là loại cây trồng chưa được phổ biến rộng rãi. Nhà ông Nông ở Buôn Đôn, trước đây ông là giám đốc kho bạc Đắk Lắk, nay về hưu, với trên 2 hectare cam trong thời kỳ kinh doanh, nhưng tình trạng xoắn lá non, đỏ đít quả và rụng trái non, quả cam chín không được ngọt. Sau nhiều lần, ông đã tìm tòi các sách hướng dẫn về áp dụng, nhưng hiệu quả không như mong đợi. Cuối cùng, ông đã tìm đến phân bón Địa Long để bón cho vườn cam nhà mình. Qua thời gian bón phân đúng quy cách, ông đã phấn khởi đón vị tổng giám đốc phân bón Địa Long như người thân khi chúng tôi trở lại vườn. Ông tâm sự. Rồi thì qua cái hướng dẫn của phân bón Địa Long, anh thấy cái hiệu quả nó như thế nào? Sau khi dùng cái phân bón Địa Long Ấn Độ, anh hướng dẫn đúng theo cái quy trình mà anh hướng dẫn á, thì thấy nó cũng có hiệu quả, thấy cũng rất là rõ nét. Ví dụ như là chồi đọt nó phát triển rất là nhanh. Được cái hiện tượng mà sâu bọ, nhất là ví dụ như bọ trĩ, bọ lạch thì nó cũng giảm đi rất là nhiều. Quả thì nó có mướt hơn. Và những cái tình trạng như là bị đốm, bị quăng, hoặc là nó cứ bị gai sần sần trên cái lá thì nó cũng bị được giảm đi rất là nhiều. Và trong cái lứa thu hoạch bói đầu tiên á, ít thôi, vì năm nay mới đi vào khai thác sơ sơ thôi, năm bói thôi, thì thấy cái chất lượng quả so với các cái nhà xung quanh thì nó cũng được cải thiện nhiều. Ví dụ như là nó ngọt hơn, nó nhiều nước hơn, và nó có tươi lâu hơn. Và một số người dùng thử cái sản phẩm vừa rồi mà sau khi xử lý cái phân Địa Long á, thì họ cũng khen lắm. Thì sau khi dùng cái phân Địa Long thì thấy cái kết quả nó như vậy. Và hiện giờ tôi vẫn đang tiếp tục theo cái phân Địa Long của công ty phân bón ở chỗ anh Đỗ làm tổng giám đốc á, thì vẫn tiếp tục ứng dụng để mà dùng tiếp, và cũng theo như cái quy trình của anh Đỗ hướng dẫn. Hy vọng là nó sẽ đạt được cái kết quả này, chắc là nó sẽ ngày càng nó rõ nét hơn, hiệu quả năng suất nó sẽ cao hơn, vườn nó sẽ xanh hơn và sâu bệnh nó sẽ ít hơn. Nhiều nhà vườn còn theo thói quen cũ, không tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đã tự ý bón phân tùy tiện, sai nguyên tắc, hậu quả gây nên những thiệt hại lớn cho chính vườn nhà mình. Vì vậy, khi sử dụng phân bón Địa Long phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng chủng loại, đúng cách, đúng lúc và đúng liều lượng.
Có như vậy thì tác dụng của phân bón mới phát huy hết hiệu quả của nó. Ông Châu là người luôn theo dõi quá trình phát triển của cây trồng trong tỉnh Đắk Lắk. Ông nhận xét. Trong canh tác cây trồng thì là phân bón là một cái vấn đề mà không thể thiếu được. Nhưng mà để sử dụng phân bón thế nào mà cho nó hợp lý và mang lại cái hiệu quả kinh tế thì cho cây trồng thì đó mới là cái điều mà chúng tôi đang cần khuyến cáo cho với nông dân sử dụng. Thì vừa qua thì bên công ty khai thác và khoáng sản miền Nam thì cũng có phối hợp với chúng tôi theo dõi một mô hình về sử dụng phân bón địa long trên vườn cam quýt tại tỉnh Đắk Lắk. Và đối với cái cây cam quýt ở trên tỉnh Đắk Lắk này thì đây là một cái loại cây mới. Đấy, và được hiện nay thì đang được bà con nông dân là chú trọng để phát triển. Thì từ khi ban đầu mà trước khi bón phân của phân bón địa long thì chúng tôi nhận thấy một điều rằng là trước khi sử dụng phân bón địa long thì vườn cây có sinh trưởng thì là phát triển rất chậm. Thế và lá ở trên cái vườn cây thì có cái hiện tượng là bị quăn nhiều vào cái chồi đọt là phát triển không có được mạnh. Nhưng sau đó là khi sử dụng phân bón địa long thì nhìn trên cái hiện trạng vườn cây nó đã có một cái sự đổi khác. Đó là chồi non để phát triển rất mạnh và lá của cái vườn cây ấy, thì là nó được xanh và nó được mượt hơn. Đấy, vì đây là một cái bước đầu mà sử dụng cái phân bón địa long này thì chúng tôi nhận thấy rằng là bước đầu thì phân bón địa long mang lại cái hiệu quả tốt về sinh trưởng và phát triển cho đối với vườn cam quýt. Với cái lượng cây trồng, các loại cây trồng thì rất là đa dạng và phong phú. Thế và trước đây thì chúng tôi cũng đã từng phối hợp với công ty khai thác khoáng sản miền Nam thì là sử dụng cái phân bón địa long ở trên cây lúa thì cũng đã mang lại rất hiệu quả. Và từ cái mô hình mà sử dụng phân bón địa long cho cây ăn trái này mà thành công thì đây là một yếu tố mà để cho chúng tôi khuyến cáo thì cho bà con nông dân mạnh dạn sử dụng cái phân bón địa long này trong canh tác cây trồng và trên tất cả các loại cây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với mục đích là chi phí về giá thành phân bón rẻ và hiệu quả kinh tế mang lại cao và cũng như chất lượng nông sản được cải thiện. Tác dụng quan trọng của việc bón địa long về mặt cải tạo đất, địa long bổ sung các khoáng chất cho đất, tạo ra tính chất vật lý của đất, khiến cho đất có kết cấu bền vững. Đất đã có kết cấu bền vững thì chế độ nước và không khí được điều hòa. Nhờ đó mà toàn bộ các đặc tính vật lý của đất, chế độ nhiệt ẩm, độ tơi xốp được cải tạo một cách rõ rệt. Đất được bón phân địa long, tức là cây sẽ được cung cấp thêm thức ăn, sẽ xanh tốt lên nhanh chóng, chống được bệnh gây hại cho cây trồng. Tôi nói thêm một cái phần này nữa cho cây cam, bởi vì cây cam ở Tây Nguyên, nhất là cái vùng đất Tây Nguyên hiện nay đó thì nó là cái vùng mà laterit, tức là cái oxy sắt rất là nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái kiến tạo nhiệt dịch cho cái vùng Tây Nguyên là một là bauxit, hai là laterit. Thì cứ mỗi một trận mưa là một trận phong hóa. Tôi chưa nói đến cái trời bất thuận hoặc là hàng ngày tác nhân của chúng ta tưới nước vô thì cái laterit này nó có nhiệm vụ là nó phong hóa cái oxy sắt ra, mà cái oxy sắt này nó tạo ra một cái màng nó bám ngay vào cái rễ cây cam, cho nên dẫn đến tình trạng là hai cái oxy sắt và nhôm, tức là cái bauxit á, nó tạo ra một cái lớp màng, cái nhôm á, thì tạo ra cái phèn xanh, mà cái laterit thì tạo ra cái phèn đỏ là sắt ấy, tạo ra phèn đỏ, cho nên nó bao bọc toàn bộ cái màng bám, bọc toàn bộ cái B25 đó, là cây hốc không hấp thu được là một, cái nhất cái hai nữa là nó bám ngay vào cái lông hút, cho nên dẫn đến dạng cây hút dinh dưỡng không được. Đó thì khi cây hút dinh dưỡng không được thì bà con nghĩ là nó vàng lá thì bà con lại nghĩ rằng là nó thiếu phân và bị một số lắm tiến trùng nào đó để mà gây hại cho cây cam. Thế thì cái bước đầu tiên thì tôi khuyên bà con, cái nhất là chúng ta hãy xử lý cái pH, đo tại gốc pH ở trong gốc của mình. Nếu cái kia nó hoạt động mạnh thì pH sẽ tụt xuống 3-4, mà đã tụt xuống 3-4 thì cây không bao giờ hút được dinh dưỡng, mà đã không hút được dinh dưỡng thì lá sẽ vàng đi.
Mà lúc này thì bà con càng bón phân vào thì càng chết, càng bón phân thì càng vàng tiếp chứ không thể nào mà xanh lại được. Cho nên là chúng ta phải tạo mọi điều kiện mà tìm các loại phân bón mà đưa cái pH lên đến trung tính, tức là khoảng từ 5.5 cho đến 7.3, tốt nhất là vào khoảng 6 đến 7.3 là cái trung tính là tốt nhất. Đây địa long đã làm được điều này, tức là đã bà con sẽ bón địa long vào trong đất thì nó sẽ chuyển hóa toàn bộ về trung tính, tức là pH toàn đưa lưng pH vào trung tính. Trên thì nó kéo xuống mà dưới thì nó lâng lên, cho nên là lúc này là lúc các cái tính chất vật lý của đất đã được ổn định thì cây cam bắt đầu hút được dinh dưỡng. Bà con lưu ý rằng là khi cái đọt cam á, mà là nó quằn lại á, thì bà con sẽ kiểm tra bộ rễ, thì bộ rễ toàn bộ á, sẽ bị quằn lại mà nó có cháy hết cái lông hút á, thì hiện tượng đó là gì? Hiện đó thì đo pH ở dưới đất á, là nó sẽ chỉ còn 3-4 thôi. Thế thì bà con hãy bón một số các loại vôi như vôi lân địa long bón vô thì để cho nó kích thích thẳng vào tế bào gốc ra một bộ rễ. Thế thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta đo pH được là khoảng 6, từ 6 đến 7,3 là ok, bón cái phân gì cũng tốt. Bón phân địa long sẽ bổ sung các vi lượng cho đất, làm thay đổi độ chua, tạo pH thích hợp cho việc hút các chất dinh dưỡng của cây. Vì mỗi loại cây đều đòi hỏi một khoảng pH nhất định để sinh trưởng và phát triển. Nhưng nếu quy trình kỹ thuật không đúng sẽ cho ra kết quả ngược lại. Sự hồi sinh của các loại cây trồng đã làm cho người nông dân vượt qua những khó khăn, vươn lên làm giàu. Đó là thành quả của một nhà khoa học có tâm huyết với nghề, những bước chân không mệt mỏi của doanh nhân Dương Hùng Đỗ, cha đẻ của phân bón địa long, còn bước những bước dài, nghiên cứu những đề tài khoa học phục vụ cho nông nghiệp. Việc thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp mà ông và cùng những nhà khoa học có tên tuổi trong nước đang trên bước đường hình thành là một bước đột phá trong khoa học, triệt phá các mầm bệnh trên cây trồng, hướng người nông dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào cây trồng, giúp cho người nông dân vượt khó, vươn lên làm giàu. Để có một đất nước phồn vinh, vươn tầm xa cùng thời đại, cùng sánh vai cùng bạn bè năm châu, xây dựng một Việt Nam thành một bước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp.